Khuyến mại cực kỳ là sắp sàn cho tất cả anh em đây. Hiện tại Xiaomi Mình.com đã có khuyến mại lạp thẻ cho anh em thêm 200%, tức là anh em lạp 100k nhận ngay 300k cực kỳ là ngon. Còn có cả cơ hội nhận thêm 2 tỷ vàng hoàn toàn miễn phí chỉ từ là 20k thôi. Ngoài ra hiện tại shop đã bán vàng cho anh em lên tới là X7 cho tất cả anh em đủ 10 server và giao dịch hoàn toàn tự động. Có rất là nhiều dịch vụ khác cho anh em, ví dụ như úp bản đồ kho báu này hay là úp giá đắt các thứ luôn. Ngoài ra hiện tại shop thì vẫn đang có chương trình mua nick được khuyến mại thêm vàng cho anh em cực kỳ là ngon. Và ngoài ra dưới này có bán nick Free Fire, nick Liên Quân và hàng nghìn gian đun mới lạ cho tất cả anh em cùng chiến nha. Đúng rồi anh em, lại còn có thêm cả khu vực mua sắm 1k này với lại sự kiện tuyệt vời nữa, mua đồ sau cũng gọi là mấy anh em cộng tác viên shop trên bên mình á, cộng tác viên bên shop kiểu mấy anh em kiểu cũng chưa biết rõ nhiều vào game nhưng mà mình tuyển để anh em có công ăn việc làm ấy, thì cho nên là mình cho anh em gọi là vào hành trình của mình luôn, thì anh em vừa chơi vừa tấu hài đấy, thì cũng rất là vui. Thật sự là nhiều anh em kiểu cũng kiểu thích chơi game nhưng mà kiểu không có thời gian ấy. Đấy, thì tiện thì mình cũng bảo anh em cày cùng luôn. Và cái hành trình này thì thật sự mà nói với anh em, thì anh em nào mà thích tham gia cái hành trình này thì anh em có thể tham gia nha. Ui, không có đâu bị chết kìa, cái ông bạn mình bị chết kìa. Ui, đấy, một bang thì cũng rất là yếu thôi. Cũng mấy anh em mình là mạnh nhất có lên hơn 200 triệu cơ mà. Đó, và bây giờ mình sẽ ăn một số item này. Đấy, giáp xe các thứ luôn. Đấy, thì bây giờ mình sẽ cùng với anh em trong bang vừa đi ra chạy vừa nói chuyện anh em nhé. Ok, anh em xem có thấy vui thì nhớ đăng ký kênh và cũng như là like và comment phía dưới để ủng hộ cho kênh của mình nhé. Cảm ơn rất là nhiều. Này, nhìn thấy không? Từ từ. Pem đi, Pem đi, cùng Pem đi, Hoa ơi. Pem đó. Có hơn 100k máu đấy. Ui, Pem 2. Có nghĩa giết chết 2 con Bulon này thì tìm với Pem là cái con kia Hoàng ạ. Ừ. Rồi, pem. Má con này nó bay xa thế. Ôi, lại hồi rồi. Ảo thế. Anh với Hoàng pem một con Mulan, em pem một con. Bây giờ em pem ở con bên phải nhá. Bây giờ em pheo một con bên phải, em pheo con bên trái nhá. Ui, chú mẹ. Bó bắt cái lần hết luôn rồi. Bây giờ chia nhau ra pheo đấy. Chú mẹ đâu ấy. Rồi, em với Hoàng đánh. Từ, Hoàng ơi. Từ. Rồi. Xin đậu đi, anh em hết đậu thì xin đậu đi, em còn đậu ở trong dương này. Bấm xin đậu trong bang này, thích bấm xin bao giờ cứ 5 phút xin được một lần. Ai cho thì cho. Anh đừng bút máu ra cho mình á. Thôi không cần thôi. Nó sắp chết rồi, nó sắp chết rồi. Ui giời ơi, chết rồi. Ui, còn hoàng chứ. Cầm mày, cần lâu. Cần lâu, sao đây. Chào đồng nhá. Đã. Vâng, nó có. Nếu các anh em chưa biết săn quà và cũng như là chơi gian đun ở đâu uy tín chất lượng thì các anh em có thể truy cập vào ngay sự kiện ngọc rồng.com. Trên shop của mình hiện tại đang có cực kỳ là nhiều gian đun và cũng như là vòng quay mới lạ cho anh em tham gia nha. Ngoài ra shop thì đang có bán vàng bán ngọc là X7 và đủ 10 server. Đặc biệt hơn cho anh em là có cực kỳ là nhiều gian đun và cũng như là những phần quà cực kỳ là hấp dẫn nha. Dưới thì có đồ top tuần cho anh em. Có ba viên gọi được dòng một à dòng một sao dòng hai sao với dòng ba sao. Cái dòng bảy sao là để gì? Dòng bảy sao chỉ để ấy thôi. Dòng bảy sao chỉ gọi là để cho nó đủ bộ thôi, hoặc là để ép vào đồ sao ấy anh. À rồi. Ép vào đồ sao thì cái nó lại có kiểu bảy sao sẽ là ép tăng HP. 6 sao mình được quà. Ừ đấy, mình kiểu mình có điều ước kiểu như được ngọc xanh này hay là vàng hay là tiềm năng các thứ đấy. Tôi cũng nghe đi đúng không? Vâng. À không, có nghĩa mình chọn được. À được chọn luôn à. Vâng. Không, bên sang đi. Bên này rồi. Bên này anh hút xuống này. Anh công kém tiềm năng cũng ngon mà. Sợ Hoàng chết rồi. Sợ rồi. Tiềm năng nhiều. Đấy, em ăn thêm một khẩu chậm. Ui, mẹ nó phát chết luôn mà. Gần xe anh luôn.
mạnh mà. Con này nó theo cái đam của em ấy anh công ạ. Mày cũng muốn tử phải không ạ? À. Ui. À tí ngày mai mày úp bùa 8 giờ nhá Hoàng nhá. Ngày mai là tao có kèo úp úp lên 25 triệu sức mạnh nhá. Bắt đầu từ mấy giờ nhỉ? Mai mấy giờ anh Công úp được anh Công? 8 mai mấy giờ? 8 giờ đi. Nhỉ. Mấy giờ ấy? Úp 8 giờ liên tục với Hoàng ạ. À. Mày có nghe mày tự úp ạ? À. Có nghe mày làm kiểu gì để sức mạnh của mày lên 8 triệu ấy? À lên được 25 triệu ấy. Còn cái map úp thì mày úp ở quái 12k ấy. Đấy. Đây anh em qua bên này. Xíu nữa em phổ biến cho. Pen được rồi, giờ pen được rồi. Uầy, đi này em được hơn 10 triệu tiềm năng anh không? Nên là 8 triệu. Từ. Ờ, tí nữa con bot ở đây này Hoàng. Con bot ở đây này, tí mạnh lắm. Tí con bot ở đây mạnh lắm ấy. Trêu luôn. Bên cạnh ấy, con bot ở bên tay phải, tí nữa có một con bot trâu bò luôn. Má. Anh muốn ngoài á, mà luôn. Ô, em bị lag đấm ấy. Em bị lag. Má cày hết nhở? Đây. Cứ lấy đâu để mình chú ý. Mất cái từ đầu luyện nó kiểu nó toàn bị lag đấm, bị cay lắm. Nhìn anh nhìn thấy em tự đấm không? Có đang tự đấm đấy. Em mới được. Nào. Rồi. Ok. Ấy, bot đấy. Bot đấy, ui, con này 200k HP ấy. Chầu đi. Trắng liên tục, từ từ đừng ngồi sinh, để em giết thằng này cũng được. Anh em đừng ngồi sinh nhiều. Ok. Con này nó mạnh mà. Nó choáng, nó con này được cái nó choáng liên tục ý. Đây, qua đây. Hay à. Trung ý trắng này. À, trung ý xanh nơ. Này nó mạnh quá. Tí map bên cạnh này có con quái nữa. Đáng lẽ mình phải, nếu mà nick của mình yếu yếu này quá đi ra chứ. Con này ra ngọc rồng này. Thấy cái bản đồ có báu không? Ok, anh em hồi sinh đi. Anh Công hồi sinh, em hồi sinh cho Hoàng. Hoàng ơi, hồi sinh mẹ. Đấy, ok rồi. Đấy. Còn khoảng 2 tầng nữa là mình win được đấy. Nhưng mà khó win lắm, không win được đâu. Cái tầng cuối hầu như là không win được. Tại ba anh em mình, cùng sức mạnh gì ta lấy được. Mình phải có khiên cơ. Từ từ. Đó là tầng 3 mình từ từ đặt tin mà. Đi, lên tầng 3 đi. Ấy, bot ấy, đấm nó anh em mình. Con này toàn hụt thôi mà. Đấm 10 phát thì được 1 phát. Con này đi mới để anh vào đây. Có. Để tụi em đánh ra. Nhưng mà thường nó đấm em nhiều hơn. Ấy, cứ đấm liên tục bắn. Không,
Đâu, mày gán cái kỹ năng gì? Gán trưởng là kỹ năng 2, còn đấm là kỹ năng 1. Chắc mày bị lag rồi. Mày bị lag rồi Hoàng. Phải trâu nhờ. Không biết là 4 phút nó có ăn được thằng này không ý. Ok em nhá. Nhưng mà anh thấy em phải đủ ấy cũng ấy được. Anh em, lúc mấy giờ? Thế mai từ 9 giờ đến mấy giờ là đủ 8 tiếng anh công nhỉ? 9 giờ, 9 giờ thì đến nếu mà treo liền thì từ cả mấy lúc khi mình cũng để ý nó đã ao ra đó thì chắc tầm 9 giờ, thì là 6 giờ, đó là chiều. Thế tầm chốt từ 9 giờ sáng mai đến 9 giờ sáng mai đến 7 giờ tối mai anh lên trước Hoàng.